trùng sống được bao lâu ở môi trường trong và ngoài cơ thể. Thông tin được tư vấn chuyên môn bởi Thạc sĩ bác sĩ Võ Thiện Ngôn, bác sĩ ngoại tiết niệu, ngoại khoa tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng. Để biết được tinh trùng có thể sống bao lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng quan trọng nhất là vị trí của tinh trùng nằm ở đâu. Nếu trên một bề mặt khô như quần áo hoặc giường, tinh trùng sẽ chết vào thời điểm tinh dịch bị khô. Nếu trong nước, chẳng hạn như nước ấm hoặc bồn nước nóng, tinh trùng có thể sống lâu hơn vì chúng phát triển mạnh ở những môi trường ấm áp và ẩm ướt. Tuy nhiên, tỷ lệ tinh trùng trong bồn nước sẽ tìm đường vào bên trong cơ thể phụ nữ và khiến cô ấy mang thai là cực kỳ thấp. Khi tinh trùng ở trong cơ thể người phụ nữ, chúng có thể sống tới 5 ngày. Đây là lý do nếu quan hệ tình dục được vài ngày trước thời điểm rụng trứng, khả năng người phụ nữ mang thai rất cao. Theo các thống kê, trung bình sau 2 tiếng quan hệ, 90% tinh trùng sẽ chết và xác của chúng sẽ bị phân hủy sau 36 tiếng. Vậy, làm thế nào để tăng khả năng có thai và cần bao nhiêu tinh trùng để có thể thụ thai? Chỉ cần một tinh trùng để thụ tinh cho trứng của phụ nữ. Tuy nhiên, trong hàng triệu con, chỉ có duy nhất một con tinh trùng có thể tiếp cận trứng thành công. Trung bình, mỗi lần một người đàn ông xuất tinh sẽ tiết ra gần 100 triệu tinh trùng. Câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều tinh trùng được giải phóng nhưng chỉ cần một để tạo ra em bé? Để gặp được trứng, tinh trùng sẽ phải đi từ âm đạo đến ống dẫn trứng. Đây là một hành trình đầy khó khăn, vì thế mà rất ít tinh trùng có thể sống sót. Các chuyên gia tin rằng, quá trình này là một cách tự nhiên chỉ cho phép tinh trùng khỏe mạnh nhất thụ tinh với trứng, từ đó mang lại cơ hội tốt nhất để sinh con ra khỏe mạnh. Đối với những tinh trùng đã thắng cuộc đua để tới đích, sẽ được bao phủ bởi một lớp dày, đảm bảo tinh trùng khác không thể vào trong. Làm thế nào để cải thiện sức khỏe cho tinh trùng? Khi cơ thể khỏe mạnh thì chất lượng tinh trùng cũng tốt lên. Do đó hãy thực hiện những lời khuyên dưới đây để đảm bảo sức khỏe của bạn. Không hút thuốc lá. Tránh tiếp xúc với chất độc như thuốc trừ sâu và kim loại nặng. Hạn chế uống nhiều rượu. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát cân nặng của bạn. Tránh tắm nước nóng và không mặc quần bó sát, đặc biệt là đồ lót bó. Khuyến khích nên mặc quần đùi vì nhiệt sẽ làm chậm quá trình tạo tinh trùng. Chất lượng tinh trùng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng mang thai. Trước khi kết hôn, sinh con, bạn nên khám sức khỏe sinh sản tổng thể để biết những vấn đề tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng tới khả năng sinh con. Hoặc các cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn cũng cần thực hiện nhiều kiểm tra sàng lọc để đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.